Vô cùng cảm ơn sư phụ đã đến đây. Con rất biết ơn. Thật ra cá nhân con có sự giằng co. Con rất muốn giải thoát. Con nghỉ việc thiền 24 giờ mỗi ngày. Ai bảo cô làm vậy? 24 giờ một ngày, cô đùa à? Dạ không không, con xin lỗi. Con thiền rất nhiều giờ nhưng rồi con không dám ra khỏi nhà. Con không muốn gặp mọi người. Con rất sợ đi ra ngoài hoặc gặp mọi người. Tại sao vậy? Con không biết. Tôi cũng sợ đây, nhưng tôi vẫn đến gặp mọi người. Con không muốn ra ngoài, đôi khi con cảm thấy... Cô ra ngoài, cô cảm thấy khó chịu à? Dạ, đôi khi. Nên con thà ở nhà hoài. Con không muốn ra khỏi nhà. Nhưng đồng thời, con thấy Ngài làm rất nhiều việc cho thế giới. Lòng con đau thắt, con muốn khóc. Con thấy mình thật yếu đuối, không biết mình có thể làm gì. Nên con cứ giằng co với chuyện này. Không biết sư phụ có thể cho con lời khuyên về chuyện đó không? Lời khuyên là đi ra ngoài. Đi ra ngoài sống bình thường. Làm người bình thường nhé. Cho dù có nhức đầu một chút thì đã sao? Ban phước cho môi trường xung quanh. Nhưng dĩ nhiên ở nhà, cô cũng có thể ban phước lành nếu tọa thiền tốt. Tôi phải ra ngoài vì vài lý do. Ví dụ như ra ngoài gặp quý vị một tiếng đi xe taxi. Và mỗi ngày, vì ở khách sạn, tôi cần phải đi ra ngoài ăn, tận dụng thời gian của mình. Bây giờ, cả khách sạn vô cùng thương mến tôi. Mọi người đều biết tôi. Đối xử với tôi rất đặc biệt. Bởi vì tôi thương họ, tôi tặng họ tiền boa hậu hĩnh. Nhiều khi tôi đi đến nhà hàng khác bên ngoài, nhà hàng Thái, có gì đó đặc biệt, tôi mua rất nhiều, mang về cho nhân viên. Mỗi ngày tôi tặng vài tờ 100 đô la Hồng Kông cho người dọn phòng tôi. Tôi giấu tiền bên trong chiếc khăn, nên mỗi khi cô ấy lấy khăn, ngạc nhiên. Tôi nói cảm ơn cô đã dọn dẹp phòng tôi. Thượng đế ban phúc. Đại khái vậy. Trong khách sạn, họ cũng có nhà hàng. Tôi tặng họ tiền boa hậu hĩnh và cũng mua một số thức ăn cho họ. Và họ rất cảm động. Họ nói chưa bao giờ có ai mua gì cho chúng tôi như thế này. Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng, rất cảm động. Hãy tận dụng thời gian. Khi quý vị ở bên ngoài, mỉm cười với mọi người, người lạ. Chào, chúc một ngày tốt lành, bất cứ gì. Chào người tài xế taxi, hỏi họ có khỏe không. Chúc họ làm ăn may mắn. Bắt tay với người gác cổng, người giữ cửa nơi quý vị sống. Trong tòa nhà của quý vị, nói lời chào, cười thật tươi, mang cho họ sô-cô-la thuần chai hay gì đó. Tận dụng thời gian của quý vị, ban trải tình thương, đừng sợ. Quý vị nên làm như vậy. Mình đâu phải ở Hy Mã Lạp Sơn, chúng ta không trốn tránh. Dĩ nhiên, thế giới không lý tưởng như chúng ta mong muốn. Tôi cũng không thật sự muốn ở lại thế giới này. Nhưng đã ở đây, thì tôi sẽ là một vị khách tốt, khách hàng tốt, khách tốt. Cho nên quý vị hãy ra ngoài. Nếu phải ra ngoài hoặc đừng viện cớ để ra ngoài nếu không muốn. Dĩ nhiên, như khi nào cần phải ra ngoài thì cứ đi. Hãy sống bình thường, hiểu không? Vì chúng ta sống ở đây, trong xã hội, thì cũng phải hồi đáp sự tử tế. Khi chúng ta chào đời, y tá đã giúp chúng ta, bệnh viện đã giúp chúng ta, bác sĩ đã giúp chúng ta. Người ta lo lắng cho mình để đảm bảo mình chào đời khỏe mạnh. Và khi lớn lên, chúng ta dùng thức ăn từ thế giới này. Tất cả các nông phu phải làm việc vất vả, kỹ sư phải sửa chữa đường đi, và chính phủ xây cất trường học, và mọi người làm việc cho mình. Để mình chào đời khỏe mạnh, sống an vui, lớn lên được giáo dục. Để chúng ta có thể hiểu cái gì đúng, cái gì sai. Rồi chúng ta có cơ hội gặp được minh sư và hiểu giáo lý. Không nên lúc nào cũng nghĩ về bản thân nhiều quá. Tôi đi đến nhiều nơi khác nhau. Nhưng tôi chỉ đến đó với tấm lòng thuần khiết, đầy tình thương và cởi mở. Tôi không lo rằng người ta có thể chụp ảnh tôi với mấy người nước ngoài. Mấy anh chàng to lớn, tôi không màng.
Đi đâu tâm tôi cũng thuần khiết. Tôi đi nhiều nơi khác nhau, đôi khi cả những nơi nguy hiểm. Nếu phải đi là tôi đi, và tôi đến một số nơi mà không phải như là cho các cô gái đoan chính, gia đình nề nếp, nhưng tôi vẫn đi. Tôi đến để làm cho họ vui, làm cho người ta cảm thấy là ít ra đời sống của họ không phải hoàn toàn vô vọng và bất hạnh, vẫn còn ai đó thương yêu, tôn trọng họ như một con người. Chúng ta cần phải như vậy, không thể trốn tránh xã hội. Chúng ta phải như vậy. Đừng chờ tới khi quý vị bị bệnh và đến bệnh viện rồi mới cảm thấy biết ơn bác sĩ hoặc y tá. Dĩ nhiên, có lẽ lúc mới tu hành, quý vị còn cảm thấy sự khác biệt giữa các nơi và giữa sự sắp xếp hoặc các tổ chức bên ngoài tại những nơi khác nhau, thí dụ như họp đêm. Nhưng sau này, quý vị phải mở lòng và đối xử với mọi chúng sinh bình đẳng như nhau, với tất cả tình thương và sự tôn trọng. Đó là nghiệp của họ, họ phải làm thế. Ngoài ra, nếu không có mấy cô gái như vậy ngoài đường phố, thì cô gái ngoan hiền nào đó có thể bị hại. Vì vậy, đừng xem thường họ. Đó là công việc của họ, họ phải làm.